À, xin chào mọi người Chúc mọi người ngày mới Vui vẻ, có nhiều sức khỏe Và thành công trong công việc Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn Tử Vi ngày thứ năm, Mùng 4 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch Hôm nay là ngày 21 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Tân Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỷ, giờ kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngủ hành ngủ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày tân hợi tức can sinh chi nghĩa là kim sinh thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỷ tuổi ất tỵ kỷ tỵ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi, kỵ hợi nhờ kim khác mà được lời Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi thành màu cục, xung với tỵ hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày, tuổi ất tỵ, tuổi kỷ tỵ, ất hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao u vi tinh, tốt mọi việc, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hà khôi, xó mọi việc. Nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa Sao câu trận, kỵ về an táng, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao cậu giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tí xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh cho nên công việc của bạn tuổi tí trong ngày hôm nay gặp không ít trục trặc do họa tiểu nhân quấy phá. Có những việc bạn đã mất công gây dựng nhưng lại bị kẻ tiểu nhân phá hoại, buộc phải làm lại từ đầu. Do đó, với bạn tuổi tí nên thận trọng khi kết giao với người khác trong ngày hôm nay. Không phải điều gì nhìn từ bên ngoài cũng hiện rõ bản chất bên trong và cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả ngày này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cho thấy bạn tuổi Tý cần phải à, cải thiện khả năng thích ứng của mình trong những tình huống bất ngờ có thể xảy ra cuộc sống đâu có thể nói trước được điều gì bạn tuổi Tý cần phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch hay là suy nghĩ của mình Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày của Tam hội phù trợ, nhắc nhở bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay đang rất mong chờ lời yêu ngọt ngào hay là một món quà bất ngờ từ bạn ấy, hoặc là đơn giản một bữa tối bên nhau cũng giúp hâm nóng tình cảm của hai người. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sinh năm 1984, công việc gặp trục trặc, do họa tiểu nhân quấy phá, Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, sinh năm 1996, nhiều việc phải mất công làm lại từ đầu, Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, sinh năm 2008 hoặc là 1948. Cẩn trọng khi kết giao với người khác, Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ, sinh năm 1960 nên cải thiện khả năng thích ứng của bản thân, Từ vi tuổi nhâm tý thuộc Mộc, sinh năm 1972, đừng quên hâm nóng tình cảm với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi Sửu xem từ vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, cái điều này mang đến cho bà tuổi Sửu có được những vận may không hề nhỏ về con đường tài lộc bạn tuổi Sửu có thể tìm được những đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng hứa hẹn thu về khoản lợi nhuận khả quan cho bạn. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi Sửu cũng đừng vì thấy mọi chuyện suôn sẻ mà sinh ra chủ quan quá mức. Trong sự tin tưởng vẫn cần phải giữ lại một chút đề phòng, cân nhắc thật kỹ để tránh tình huống xấu bị lừa gạt chẳng hề hay biết ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khác dự báo cái chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu già nứt có thể là do bất hòa với người thân hoặc cũng có thể xảy ra cãi vã với nửa kia mọi việc đều có cách giải quyết khi hai bên cố gắng nhẫn nhịn và đặt bản thân mình vào vị trí của người kia. Dù hổ dù sao đi nữa, với bà tuổi sửu bạn đừng có để cho những bất đồng ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai người trong ngày này. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc Kim, sinh năm 1985, có vận may về con đường tài lộc tiền tài rũng rỉnh, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, sinh năm 1997, tìm được đối tác tiềm năng, ký kết thành công hợp đồng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, sinh năm 2009 hoặc là 1949, không nên chủ quan khi thấy mọi chuyện quá suôn sỉ. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, sinh năm 1961, tình cảm có dấu hiệu bị rạn dạ nứt. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc sinh năm 1973 nên cố gắng nhẫn nhịn và đặt mình vào vị trí của người kia và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tý tuổi tỵ Từ vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp đây là dấu hiệu thuận lợi để cho bạn mệnh hàn gắn được các mối quan hệ rạn nứt từ trước của mình. Ngày này, đối với những bạn đã có gia đình hay là đã có nửa kia, tình cảm suôn sẻ hơn hẳn giúp cho bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc. Bạn tự dần có được nhân duyên hài hòa và hôm nay các bạn độc thân sẽ được tạo điều kiện để tăng thêm cơ hội tìm thấy một người tâm đầu ý hợp với mình bạn hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay tủi thân trong những ngày như thế này nếu như chịu mở lòng đón nhận tình yêu và hôm nay với bạn tự dần cũng đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh cho nên bạn còn có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình nhờ đó mà bạn sẽ nhận được sự công nhận của cấp trên tạo đà phát triển cho mình thuận lợi hơn ngộ hành tương sinh còn mang đến cho bạn tuổi dần có một thể chất tuyệt vời để thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình đó là nhờ quá trình luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe chăm chỉ của bạn từ trước tới giờ về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 các mối quan hệ rạn nứt được hàn gắn nhanh chóng tử vi tuổi bính dần thuộc họ sinh năm 1986 gia đình êm ấm thuận hòa tạo động lực để cho bạn cố gắng tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998. Đối với những bạn đang còn độc thân, đào hoa vượng sắc, dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, sinh năm 1950, có được cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên công nhận tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim sinh năm 1962 sức khỏe ổn định để theo đuổi mục tiêu của mình Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. ở ừ, vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mão mùi phù trợ cho nên nếu như bạn đang còn độc thân rất có thể sẽ nhận được những lời mời tham gia các buổi tụ họp gặp gỡ những người mới và bạn tuổi mão đừng có bỏ lỡ cơ hội này bởi đây là thời điểm rất tốt để cho bạn có thể tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm. Vì thế, bạn tuổi mão cũng đừng quên chăm chút thêm cho ngoại hình của mình. Điều đó thực sự cần thiết để tạo được thiện cảm ban đầu đối với đối phương. Hơn nữa, có sự chuẩn bị chín chu ngay từ đầu cũng tăng thêm sự tự tin cho bạn nữa bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này mang đến cho bạn tuổi mão đang có được những ý tưởng hay ho độc đáo nhưng hãy nhớ là không phải điều gì cũng có thể thực hiện ngay mà không màn tính tới khả thi của nó bạn cần phải học chọn lọc và thử áp dụng vào thực tế dần xem sao cái đã Ngày này với bạn tuổi mão, bạn cũng nên hạn chế sự liều lĩnh, mạo hiểm, nhất là khi những vấn đề liên quan tới tài chính, tiền bạc vốn dị chẳng dễ dàng gì khi kiếm được. Đừng cố vì một phút bất bốc đồng mà đánh đổ hết công sức của mình đã bỏ ra. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975, đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội tìm kiếm một nửa thích hợp. Từ vi tuổi đinh mão thuộc họ sinh năm 1987 nên chăm chút cho ngoại hình để tạo được thiện cảm ban đầu. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ sinh năm 1999 có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng không phải điều nào cũng khả thi tử vi tuổi tân mão thuộc mộc sinh năm 1951 nên hạn chế liều lĩnh để tránh rủi ro xảy ra. tử vi tuổi quý mão thuộc kim sinh năm 1963 kiếm tiền không dễ hãy biết quý trọng sức của lao động của mình. vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này xem tử vi cho chúng ta thấy là đầu óc của bạn tuổi thìn luôn phải căng thẳng như dây đàn để xử lý phiền phức trong công việc do tác động của thương quan chiếu mệnh nguyên nhân cũng do bạn thiếu đi sự tập trung cần thiết để những chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc của mình do đó với bà Tử Thìn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết một cách êm đẹp. Nếu như bà Tử Thìn không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì rất có thể sẽ phải hối tiếc về sau này. Bên cạnh đó, ngày này với bà Tử Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khác với thủy, cái điều này cho thấy bản mệnh Tử Thìn cần phải học cách kiềm chế cảm xúc đừng có lúc nào cũng để cho người ấy phải chịu tổn thương và buồn phiền như thế. Tình cảm có thể lớn lên với điều kiện giải công vun đắp theo ngày tháng. Và ngày này với bạn tuổi thìn, nhân thần ở ngón chân, vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sinh năm 1964 đau đầu để tìm cách giải quyết những rắc rối trong công việc. Từ vi tụi Bính Thìn thuộc thổ sinh năm 1976 cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc sinh năm 1988 dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng do thiếu đi sự tập trung. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim sinh năm 2000 cần phải học cách kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ Chua cảm xúc của đối phương tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy sinh năm 2012 và 1952 không va chạm châm trích ở ngón chân trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này đối bà tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tỵ hợi cho nên bà tuổi tỵ đang có điểm báo phải đối mặt với những vết rạn nứt trong chuyện tình cảm của mình bạn tuổi tỵ bạn không nhận ra mình sai ở đâu mà đối phương cứ liên tục chỉ trích và khó chịu như vậy trong ngày này cả hai khó mà có được một cuộc trò chuyện đàng hoàng cho dù bạn đã cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu thái độ thiếu hợp tác của nửa kia khiến cho bạn thất vọng vô cùng nhất là trong ngày hôm nay cứ ngờ cả hai sẽ có được một buổi hẹn hòa ngọt ngào nhưng mọi chuyện đã lỡ dỡ thế này không chỉ trong chuyện tình cảm mà con đường tài lộc của bạn tuổi tị ngày hôm nay cũng không được khả quan cho lắm do có sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh. Túi tiền của bạn càng ngày càng vơi đi một cách đáng báo động. Bạn mệnh cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu của mình sao cho hợp lý hơn. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi và bởi, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa sinh năm 1965 tranh cãi liên minh với nửa kia mối quan hệ rạn nứt. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977 không thể bình tĩnh nói chuyện để hóa giải những mâu thuẫn tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 thất vọng vì thái độ của nửa kia tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 con đường tài lộc của bạn ảm đạm túi tiền càng ngày càng vơi đi tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 cần phải xem xét lại chế độ chi tiêu thiếu hợp lý của mình vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này đối với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bà tuổi ngọ dễ phải đối diện với những rắc rối trong công việc do nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp cả hai đều có quan điểm riêng của mình và chẳng ai chịu thỏa hiệp cả Đôi khi với những thứ mình nghĩ là phù hợp lại không ổn thỏa trong mắt người khác. Những lúc như vậy, bạn tử ngọa cần phải xử lý vấn đề sao cho khéo léo thay về cứ khăng khăng bướng bỉnh làm thiêu ý của mình sẽ đánh mất đi hòa khí chung. Và bạn tử ngọ, nếu như vẫn kiên quyết với ý kiến của mình thì bạn cần phải chỉ ra những điểm thích hợp và mặt tốt trong đó để có tăng thêm tính thuyết phục cho mọi người, đặc biệt là bạn nên biết điểm dừng, im lặng đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của bản thân hơn. Trong ngày này, bạn tử ngọa cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, nhắc nhở các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện tình cảm khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Nếu như tình cảm không đủ bền vững thì sẽ rất dễ bị lung lay, thay đổi nữa về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954 mâu thuận với đồng nghiệp và làm giảm hiệu suất công việc tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966 khang khang giữ quan điểm của mình và không chịu thỏa hiệp tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa sinh năm 1978 cần phải có cách xử lý vấn đề thật khéo léo để không đánh mất đi hòa khí tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990 nên chứng minh quan điểm của mình phù hợp để thuyết phục mọi người. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sinh năm 2002, tình cảm trục trặc do sự xuất hiện của người thứ ba. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp sẽ giúp cho bạn tuổi mùi cái chuyện tình cảm của bạn được hanh thông thuận lợi đồng thời mang tới cho bạn có được những cơ hội hẹn hòa thú vị những cặp đôi sẽ hứa hẹn mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào và tình cảm Bên cạnh đó, ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn tuổi mùi đang gặp được vận may. Bạn mệnh nếu như thiêu đuổi nghiệp, làm ăn kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do thì rất dễ phát tài phát lộc, có được lượng khách hàng ổn định nên thu nhập rất khả quan. Tuy nhiên, ngày này, bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành, xung khắc, không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. Vì thế, đừng có cố gắng làm việc gì quá sức. Hãy, hãy từ tốn, làm từng việc nhỏ một. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo những việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Từ vi tuổi ất mùi thuộc kim sinh năm 1955, vận trình tình cảm thuận lợi, vợ chồng đồng lòng, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, sinh năm 1967, đôi lứa ghi dấu kỷ niệm bằng những buổi hẹn hòa ngọt ngào, tử vi, tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa sinh năm 1979, tài lộc hanh thông, dễ phát tài phát lộc, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, sinh năm 1991, người làm kinh doanh buôn bán, có lộc, khách hàng đông đảo, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, sinh năm 2003, sức khỏe không tốt, không nên làm việc quá sức. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu nâu màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tị hợi. Đây là điểm báo với bạn tuổi thân đang gặp nhiều vấn đề phát sinh cùng một lúc khiến cho bạn chẳng kịp trở tay, bạn mệnh dễ cảm thấy bị tổn thương vì chuyện tình cảm cũng không được như ý muốn. Bạn tuổi thân, bạn cứ ngỡ rằng mình đang sống trong hạnh phúc nhưng thực ra chỉ là đang trốn tránh việc đối diện với vấn đề mà thôi. Tất cả dường như chỉ là ảo tưởng đơn phương từ phía bạn, điều này quả là một cú sốc không hề nhỏ cho bạn trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân tài thần và hỷ thần nằm ở hướng tây nam nếu như bạn thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ thì hãy chọn hướng này để xuất hành điều này sẽ mang đến may mắn trong chuyện tình cảm cho cả hai bạn nữa Tuy nhiên, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thân, chính tài nhập mệnh mang đến cho bạn có được tin vui về con đường tài lộc. Tài vận được tăng tín, bản mệnh có được nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay nữa. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, sinh năm 2004 và 1944, dễ bị tổn thương vì chuyện tình cảm không được như ý muốn. Từ vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, sinh năm 1956, trốn tránh vấn đề không phải là cách giải quyết tốt nhất. Từ vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, sinh năm 1968, tài lộc có tin vui, nguồn thu nhập ổn định. Từ vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, sinh năm 1980, nhiều vấn đề rắc rối phát sinh cùng một lúc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, sinh năm 1992, hướng xuất hành tốt sẽ mang lại may mắn cho chuyện tình cảm của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi từ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu, thứ năm, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ năm này đối với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chia chở, cho nên với bà tuổi Dậu đang có được rất nhiều cơ hội tốt trong ngày hôm nay. Nếu như bạn muốn tìm kiếm cơ hội để tăng thêm thu nhập cho mình thì đây là thời điểm rất tốt cho bạn. Các ý tưởng mới mẻ sẽ không ngừng xuất hiện trong đầu và khiến cho bạn phải trăn trở tìm hướng đi thích hợp tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu như bạn tập trung vào công việc quan trọng đừng có ôm đồm quá nhiều nếu không bạn rất có thể sẽ gặp rắc rối khi mọi thứ rối tung lên và buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người nữa Ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho kim vượng. Đây là dấu hiệu cho thấy đào hoa đang tìm đến với bạn. Điều này vô cùng tốt cho những bạn đang còn độc thân và rất có thể bạn sẽ nhận được lời tỏa tình từ người thầm thương trộm nhớ mình đã lâu trong ngày hôm nay. Trong ngày này, đối với những cặp đôi có thể sẽ đi đến những quyết định lâu dài hơn trong mối quan hệ của mình như là về chung một nhà. Nếu như bạn nhận được lời đề nghị về ra mắt gia đình hai bên thì quả thật là rất chi là tuyệt vời cho bạn. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy sinh năm 2005 và 1945 có được cơ hội tốt đẹp để cải thiện tài vận, tăng thêm thu nhập cho mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏ sinh năm 1957 có nhiều việc thuận lợi đến cùng một lúc, nhưng không nên ôm đồm tất cả. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, sinh năm 1969, đào hoa rực rỡ, đối với những bạn đang còn độc thân thì có được cơ hội thoát ế. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, sinh năm 1981, có thể nhận được lời tỏa tình trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi quý dậu của Kim sinh năm 1993 các cặp đôi có thể dẫn nhau về ra mắt gia đình hai bên và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi xỉu, tuổi thìn. Tử vi tuổi tuất thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tốt, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tốt đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, đây là điểm báo bạn tuổi tuất trải qua một ngày không được mấy may mắn đến với mình và với bạn tuổi tốt rất dễ vướng vào các rắc rối liên quan tới công việc, các mối quan hệ, đòi hỏi bạn cần phải có sự tập trung thì mới mong có thể giải quyết được ổn thỏa. Khó khăn ngập tràn, có những lúc bạn tuổi tốt tự chừng như là gục ngã bởi vô số áp lực đè lên. Bạn tuổi tốt vẫn kiên cường, bạn cần hãy tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được điều mình mong muốn. Như vậy sẽ có thêm động lực để vượt qua được tất cả. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, không có nhiều cơ hội đào hoa cho những bạn đang còn độc thân. Nếu như bạn cứ chỉ đi làm và rồi lại về nhà mỗi ngày và đừng có lúc nào cũng viện cớ cho công việc bận rộn mà từ chối tình yêu như vậy. Và với bạn tuổi Tuất, dù bạn rộn đến đâu đi chăng nữa thì cũng có thể dành chút thời gian cho người mà mình mong nhớ. Điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc của bạn. Đừng có quên rằng cần phải siêng năng ra ngoài tìm kiếm cơ hội cho chính mình nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ sinh năm 1994 gặp rắc rối liên quan tới công việc các mối quan hệ tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946 áp lực đè nặng lên vai nhưng không gục ngã tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958 nên kiên cường để giải quyết mọi khó khăn tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sinh năm 1970 nên chăm chỉ ra ngoài tìm kiếm cơ hội cho chính mình tử vi tuổi nhâm tuất Thuộc thủy, sinh năm 1982, đừng có viện cớ công việc bận rộn mà từ chối tình yêu. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ năm ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với ba tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có cuộc diện ngũ hành hợi hợi tự hình đây là điểm báo làm cho bà tuổi hợi dễ gặp phải một số vấn đề tâm lý do thời gian dài giam hãm cảm xúc của chính mình để rồi đến một giới hạn nhất định với những cảm xúc dồn nén đó chợt bùng nổ và khiến cho bạn bị tổn thương thực ra bà tuổi hợi cũng muốn bày tỏ tâm sự với một người nào đó cho vơi nhẹ nỗi lòng nhưng lại không biết cách chia sẻ cùng với ai hay nên nói như thế nào để cho đối phương hiểu những điều mà bạn đang phải chịu đựng. Cũng chỉ vì bạn không muốn bị hiểu lầm là người có suy nghĩ tiêu cực suốt ngày than than trách phần. Bạn tuổi hợi, bạn đừng có tự vây hạ bản thân mình như vậy. Những người bạn bè thân thiết vẫn luôn ở bên cạnh và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với bạn, cũng như cách mà bạn từng ở bên họ khi họ gặp khó khăn. Bạn bè chân thành chính là những người có thể giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh như thế này. Trong ngày này, chính quan chiếu mệnh là vị thần hộ mệnh cho công việc của bạn tuổi hợi ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn vững vàng hơn trước những sóng gió ở phía trước. Vượt qua được những thử thách lần này, bản mệnh sẽ đạt được nhiều thành công hơn hạn so với trước đây. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ sinh năm 1995. Cảm xúc bị kìm hãm, không tìm được cách để giải tỏa. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, sinh năm 2007, có tâm sự nhưng không biết chia sẻ với ai. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, sinh năm 1959, đừng có một mình chịu đựng tất cả khi bạn bè sẵn sàng ở bên. Từ vi tuổi tân hợi, thuộc kim, sinh năm 1971, vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Từ vi tuổi quý hợi, thuộc thủy, sinh năm 1983, thách thức mang đến cho bạn có được cơ hội thành công rực rỡ. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.